Sáng nay, đồng loạt 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Tại buổi lễ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn thông qua danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện xét duyệt và niêm yết danh sách công khai, đồng thời tiến hành trao giấy báo lệnh gọi nhập ngũ công dân trúng tuyển. Công dân trúng tuyển đợt này đều được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn tổ chức 3 gặp 4 biết để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, động viên công dân tự giác lên đường nhập ngũ năm 2023. Năm nay, huyện Bình Tân được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 122 công dân, trong đó có 90 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 công dân thực hiện nghĩa vụ trong ngành công an, giao quân về các đơn vị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, 38 Tân binh, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9, 48 Tân binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 4 Tân binh và Công an tỉnh 32 Tân binh.